tiền chưa chắc đã mua được. Hãng độ, smartphone xa xỉ Kavia của Nga vừa giới thiệu hai iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, được thiết kế lại vô cùng sang chảnh và bán ra theo nhiều biến thể khác nhau, rẻ nhất là 4.300 đô la Mỹ, hơn 100 triệu đồng, cho đến hơn 31.000 đô la Mỹ, khoảng 721 triệu đồng. Điểm đáng chú ý nhất là Kavia đã thiết kế lại cụm camera nhức mắt của nhà táo và gia cố thân máy chống sốc. Màn hình của máy cũng được dán thêm một lớp bảo vệ, các chất liệu đắt tiền như da cá sấu, vàng kim cương, đã được cavia đưa lên những sản phẩm mang tên iPhone 11 Pro Victory. Về giá bán, phiên bản rẻ nhất là iPhone 11 Pro Victory Titanium có giá 4.300 đô la Mỹ, khoảng 100 triệu đồng, được bán thông qua trang web toàn cầu của công ty. Phiên bản thứ hai là phiên bản da ca sấu màu đen kết hợp với vàng nguyên khối có trị giá gần 13.000 đô la Mỹ.